Dạ kính thưa cô chú anh chị, thì hôm nay nông dân đang có mặt tại huyện Chi Tôn, An Giang. Thì nghe bà con chia sẻ thì ở đây có một cái người chú năm nay là nghe đâu 72 tuổi, thì chú đang kiểu như tá túc trong một cái nhị tỳ này của chú anh chị. Đây sau lưng nông dân đây là chú vừa làm công quả cũng như vừa giúp bà con dọn dẹp những ngôi mộ ở đây, thì cũng tìm những cái chỗ mà trống để bà con nơi khác tới không có chỗ an táng của chú anh chị, thì chú sẽ giới thiệu luôn những cái phần đó. Còn những cái ngôi mộ nào mà lâu quá, lạc quá thì chú sẽ giới thiệu cũng như chỉ luôn những cái phần đó. Những ngôi mộ vô chủ thì chú cũng đã làm luôn. Bây giờ nông dân mà cô chú anh chị sẽ cùng với nông dân vào bên trong để tìm hiểu về cái công việc của chú cũng như xem chú sống như thế nào ha. Dạ mời cô chú anh chị. Dạ con chào chú Phương nha. Dạ. Thưa chú nghỉ mệt chút chú ha. Chú cháu mình trò chuyện chút ha. Bữa nay câu chuyện vui vui chút ha. Thì lâu nay chú Phương vẫn ở đây luôn ha? Dạ vẫn thì cũng ở chỗ này rồi hai mấy năm rồi. Ồ cái nhà của chú Phương con không thấy nè, cái nhà trên đột cây của mình đâu? Gãy cây gòn rồi, dở rồi. Chú Phương có một cái sở thích cái là độc lạ lắm của chú chị. Thì sống ở trên cái đột cây vậy đó mà cây gòn nữa chứ. Phải cây nào chắc không cây gòn. Có nhiều cây là cái dúi rồi đó là ở chút xíu à. Ồ vậy chú Phương sống trên cây vậy là tại sao mình có cái ý định sống trên cây vậy chú Phương? Giờ ở đây nó rừng rậm lắm, mình ra cất cái trên nó đó. Bằng đêm con gắn rồi mình mấy cái đội bồ sát rồi mình né được nó rồi. Dạ. Còn dù mình ngủ ngang ở đây nè. Chú Phương ở đây là mình làm công cho người ta hả, là mình làm công quả chú Phương? Không có làm công quả, cũng như làm ở đây ví dụ cô bác có mồ mả ông bà ta nè. Dạ. Nhiều khi người ta đi lỡ người ta nhờ mình dọn này cái kia vậy đó. Dạ. Nào mình dọn cho người ta cúng rồi vậy thôi. Dạ. À chú Phương. À, con xin phép chú ha. Ê, chú mình gài nút áo này cái đi chú. À. Với mình bỏ cái nón với khẩu trang cho mát mát chú đi ha. Lâu quá mới gặp chú Phương lại. Rồi cách đây cũng hình như là một năm mấy nay luôn rồi đó. Từ lúc mà đi lên mà cái mộ cổ á chảnh tới giờ luôn đó. Thì lâu nay chú Phương cũng vẫn đi làm từ thiện vậy đó hả? Thì cũng vậy đó, có đợt về rồi 5-6 tháng thì đi chùa rồi, đi lên chảnh làm ở chảnh. Chùa Cô Tô chứ đó. Thì lúc trước á nghe chú nói là ở khu vực này thì chú tới lui thì cái cặp gắn nó còn không chú? Bây giờ tới lui là nó lâu quá rồi, nó cách nó đi cặp gắn nó đi. Mà chú xác định nó gắn là gắn gì không chú? Thì cũng như người ta nói thì gắn hổ may, người thì nói gắn hổ mang rồi vậy đó. Chứ còn mình thì nghe cái câu chứ mà mình cặp gắn là cũng như là mình chưa từng thấy nó đó. Nhưng mà những người người ta cũng như lớn tuổi đó, người ta đã thấy nó rồi, đã chứng kiến nó rồi. Nhưng mà chú ở đây là nhìn vòng ở đây là chú có thấy ông nào bự không? Như là cũng như cặp rắn đó nhưng mà rồi rắn khác á chú. Không, chỉ là nghe lời đồn thôi á. Chú Phương ở đây làm trong vòng vòng cái khu vực nhị tỳ này là khoảng bao nhiêu năm rồi chú Phương? Ở đây lên năm 98 tới giờ đó. Bây giờ là 25 năm rồi, 2023. Tính ra không lâu quá nữa. Dạ thì quê ở Long Xuyên. 25 năm vì chú Phương ở đây là chắc hẳn là cũng phải va chạm rất là nhiều những cái phần gọi là người cõi âm hả chú? Thì nó ngay thì nãy nói là nó cũng như trong ngủ và ở ngoài cũng đụng chạm. Có thậm chí nhiều lúc đi làm hồ với anh em đó. Dạ. Nhiều lúc anh em đi về rồi. Nhưng mà mình còn ở lại cũng như mình làm cu ly thì mình phải chịu trách nhiệm mình dọn dẹp. Dạ. Nhiều khi mình ở là bắt đầu là tại về gần 6 giờ, 6 giờ mấy là bắt đầu mới về. Dạ. Là thường thường là đụng là gặp rồi. Con thấy ít ai chọn cái công việc mà ở đây, nhưng mà chú thì lại trụ ở đây là 25 năm rồi. Lúc trước là con nghe mấy anh em nói là chú là người nhà ở trên các cái chòi ở trên đột cây. Trên cây không à? Dạ. Ở, tại giờ đó nó cũng nãy nó nói nó cũng như mình sợ mấy cái loại bò sát đó. Bây giờ là mình ở lên mình thấy nó cũng bây giờ. Dạ, bây giờ thì mình ở đâu hả chú? Nó thì ở chỗ nhà mồ đó, mồ của dân chính quyền đó. Bây giờ ngủ trong nhà mồ luôn. Thì mưa mới ngủ, còn không có thì tôi ngủ ở trong cái phòng cái chỗ mình làm bia đó, làm mấy cái tấm bia này nữa. Làm bia mộ ha. Tưởng đâu chú Phương giàu quá bây giờ tới sản xuất cái bia đó. Cái là của anh ta hả chú? Đâu nó mình làm cũng như mình đánh đề can với mình làm cái tấm bia vậy nào người ta lại người ta đặt mình. Chừng nào mà có cái người mất á. Dạ. Vì là chú Phương cứ quay quẳng với vòng vòng hãy thấy vòng cái vòng nào với mà mình làm được thì mình làm. Với cái câu chuyện người âm nè, thì vòng vòng cái khu nghĩa địa này thì chú Phương làm bia cho người âm nè. Rồi
bia mộ á, rồi thì sống ở trong cái bây giờ hiện tại không sống trong cái nhà mồ nữa. Từ trên đồi cây mà chỉ xuống nhà mồ sống, nhưng mà cũng đi vòng vòng quanh quẩn cái khu vực này không. Từ hồi lúc xưa mình sao mình không chọn cái nghề nào mà nó thanh cao hơn cái nghề này chú Phương? Trước đó thì chú nằm ở bên chi cục cơ khí, dạ, như tài xế máy ủi xe ben rồi đó. Tại vì mấy cái nghề đó là thông thạo với chú nhất mà. Dạ. Mình lên đây từ cái lúc mà lên đây ở đó thì cũng như mấy cái kia rồi mình nghỉ rồi, không có xuống đồng án nữa. Dạ. Chứ còn mấy cái môn đó là xe cuốc, xe ủi, xe máy cày gì mấy cái đó chú làm được đó. Chú thủi thủi ở đây một mình mà khu vực này là chú quản lý hết cái khu này hay là trong một cái cụm nhỏ này chú? Cái cụm nhỏ này thôi, cái cụm như mà mấy cái chỗ mình quen biết, tại vì ở đây đó, ở ngoài chợ đó chú, ở ngoài chợ mà này nè. Dạ. Mà mới vô đây thì thường thường người ta mất thì ở ngoài chợ đó, người ta mất người ta cũng vô đây, người ta chôn trong này nè. Dạ. Và nhiều khi người ta làm, người ta chuyển đất, chuyển cát hay cái gì đó, thì người ta gặp mình đó thì cũng như người ta kêu mình. Dạ. Ở cái cụm này là khoảng bao nhiêu ngôi mộ chú Phương biết không chú? Ở đây thì chắc cái số liệu chắc cũng nhiều lắm. Vậy là hàng trăm cái. Trên luôn. Dạ. Có thể là hàng ngàn cái. Ừ. À, coi xin phép hỏi chú Phương năm nay nhiêu tuổi hả? Tôi năm nay 72 tuổi. Dạ. Ông lão 72 tuổi, quản lý hàng ngàn ngôi mộ ở đây. Nhưng mà ở đây là tới mấy lớp mộ chú Phương có biết không chú Phương? Thì cũng như nghe những cái người lớn người ta kể ra cho mình đó. Dạ. Người trên cái đất này người ta nó nằm chín cái lớp người đó. Trời ơi. Cũng như là cái mà nó cũng như lặp đi lặp lại nhiều cái trận động đất, những trận tiêu quỷ rồi đó thì mất hết rồi cái lớp khác di cư lại. Di cư lại rồi bắt đầu rồi tiếp tục làm hoài đó vậy đó. Giống như những ngôi mộ mà nó lạng sau này đó, cái người ta thấy trống người ta xây chồng lên. Thì cái đó cũng như ý mình nói, nguyên cái lớp người mình đang ở nè. Dạ. Tự nhiên cái nó bị những cái trận lũ lụt cho nó quét sạch hết rồi. Dạ. Thì nó quan du rồi thì dạ, mốt cái chỗ khác người ta mới lại đây người ta lập nghiệp. Dạ. Thì người ta mới sanh sản ra vậy đó. Nhưng mà tính nó của thời gian nó cũng nhiều năm chứ không phải là mấy chục năm ở đây. Mấy chú Phương có như là những ngôi mộ nào mà lưu lạc nè, thất lạc nè là chú Phương đều biết hết luôn á. Ở đây nó có cái núi linh, có cái mộ mà chôn 5 người. Trời ơi. Mấy cái mộ này là kế bên gì ghê dữ chú. Tại vì trước đó đó có cái thằng bạn, thằng con nó bắt đầu quýnh lộn cái quýnh lầm cái anh thầy giáo đó chết. Yeah. Đi. Dạ. Yeah. Thì bắt đầu mới cũng như công an nó bắt rồi. Dạ. Yeah. Thì tới lúc thụ án rồi, cái ý là cũng như ảnh lên đây, người ta tôi với ảnh cũng bạn bè rồi đó, cũng làm chung đơn vị. Dạ. Yeah. Thì mình mới lên mình chỉ, tôi nói là cái mộ này nè, hồi lúc tôi lên đó, thì nó ngay mình lên thì nó linh. Mình lên thì những cái mà nguyện vọng của mình hay lại đứng ngay cái mộ mình 5 người, một cái mộ mà cũng như chôn là 5 người. Ờ, chôn chồng 5 người. Ờ, lý do là sao mà phải chôn chung một cái ngôi mộ hả chú? Cái thời Pháp đó, hồi à, mình chết rồi chắc cũng khó khăn hay gì đó. Dạ. Cái người ta mới thấy vậy, người ta mới đưa vô trong một cái mộ đó đó. Dạ. Chắc rồi, có nghĩa là chết cả gia đình ấy. Ừ, rồi không, cũng như cách mạng hay là cái gì hay là cái gì cũng biết. Dạ. Thành ra trên cái biểu tượng trên năm cái mộ nó có năm cái núm, cũng như người ta làm cái núm nhỏ ở trên cái phần mộ trên này một chút nè. Dạ. Yeah. Cái mộ đó là lên, có những khó khăn thì nó mới lại, nó mới gặp tôi mới chỉ là lên cái mộ. Thì ảnh giấy lên nó cũng như để cho con nó được giảm án đó, thì về bên xong rồi hoàng ở trên đó thì con nó được giảm án. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái công việc làm của chú ở đây là tu bổ hay là dọn dẹp cây cối xung quanh các ngôi mộ nè. Rồi mình có đủ sống không chú? Thì nó gây đủ thì không đủ, mà thiếu thì không thiếu. Cũng như cái như thiện bây giờ tôi lớn tuổi, cái chi phí của mình không có cần chi nhiều. Không có xài gì nhiều ha? Không có xài nhiều. Dạ. Yeah. Theo như công việc thì tính ra là ở đây chắc mình gọi là làm công quả rồi đúng không chú? Thì những cái mộ nào không ai đến săn sóc mình, chẳng mình bằng cỏ luôn đúng không? Thì cũng như nè, mấy cái mộ mà cặp đó, nhưng mình làm mấy cái này, mình thấy cái này tới mùa mà không ai làm, không ai đốt nhang, thì mình đang cầm cái lưỡi hái hay cái gì đó, chẳng mình làm luôn cho người ta luôn. Dạ. Chứ đồng ý cái người đó thì mình cũng không biết thân dân người ta đâu, mình đâu biết đâu. Hay là những cái mộ giả cũng không chừng nữa. Giả là sao chú? Giả là trước đó đây nó có chú Tư Núi. Ổng lúc đó ổng chết cũng tám mấy tuổi rồi, ai mà chết rồi đó thì ổng mới lên cái mộ giả. Rồi những cái cô bác mà người ta không có cái chỗ chôn đó, lại liên hệ với ổng thì ổng chỉ chỗ đó đó. Rồi bây giờ ổng chết rồi, bây giờ nó lên mấy cái mộ hết trơn rồi, biết cái dưới đó có hay là không. Dạ. Yeah. Mà tôi mà muốn khai thác cái dưới đó có hay không, mới đào nó lên sâu chừng 2 tấc, cái đổ nước.
cũng như mình đổ nước á, tại vì giữa cái đất mới với cái đất cũ nó phân biệt được. Ông đổ nước lên trong một ngày một đêm, nếu mà cái mặt nó sụp xuống á ha, chỗ đó là cái mộ của người ta. Dạ. Yeah. Thì cũng như cái tuổi ca 93 mình nó ấy thì á, cũng như nó lấy cốt vậy đó, yeah. Nó phân biệt cái nó gà vậy đó, bác đổ nước. Chỗ nào nước rút á là có mộ chứ? Là cái chỗ đó là có mộ người ta đó. Dạ. Yeah. Theo như chú Phương mình được biết ở đây là ngôi mộ cổ nhất là bao nhiêu năm ở đây chú Phương? Ở đây là có trên ma Việt Lãnh là có mộ là 300 mấy chục năm. Gần ngay trên hồ vậy đó. Có đó có để ngày tháng không, sao mình biết hả chú? Tại vì tấm bia người ta còn à, có như ông Nguyễn Trãi công viên chú lên chú thấy đó. Dạ. Nó thành ra những cái tấm bia, những cái tích ở đó người ta còn. Dạ. Trước đó nó có chú 2C, ổng đi lên đó, ổng là cháu của đời thứ 7 của cái mộ đó, cũng như tới 7 đời đó, ổng là cái đời thứ 7, 8 mấy tuổi ông mới cháu đó. Dạ. Ở đây thì nó nhiều còn cách thì giữa cái chôn rồi với nhau, tôi cũng thấy ở trên trên chùa Đạo Sáu thì ví dụ ở đây ta chôn người ta đưa vô gõ trên nó chôn, ví dụ hãy là chết rồi cái người ta đưa vô chiếc chiếu cái người ta nẹp lại, ta lấy dây ta nẹp người ta đưa xuống rồi. Không có cái hàng nữa không? Không có hàng, làm như cái tôn giáo đó, cái tập quán tại vì vậy thì chú Phương làm cái nghề này nè, nhiều khi á chú Phương có nhận được cái sự gì đó của những người âm chú Phương, cũng như là ta gì ta báo cho mình biết trước gì đó không chú Phương? Nó có những cái nhiều khi nó đang lâm vô mấy cái gì đó thì cũng như nó cái điềm người ta báo trước cho mình vậy đó. Yeah. Báo để bắt đầu mình né cái chỗ đó vậy. Chỉ là ta cũng chịu chấp nhận trả ơn mà cái điều đó nó báo trước cho mình luôn. Báo trước. Báo để làm gì? Để là mình né cái chỗ đó. Dạ. Yeah. Cũng như cái đợt vậy rồi tôi đi làm hồ với lý do. Nó đi lên xong tôi mới gặp cái miếng giấy. Nó đưa lên nó để trong đó bốn hướng, cũng như cái ý người ta nói mình bây giờ chỉ có cái hướng, cũng như cái lúc đó nó dính vô trong mấy cái vụ của con cháu rồi nó lu bu vậy đó. Dạ. Yeah. Cũng như nếu mình ở lại thì nó tới chánh quyền nó lu bu. Yeah. Như trong đó nó để ẩn đi, cũng như trong cái miếng giấy đó để cũng như mình ẩn nhẫn, cũng như mình rời ẩn đi. Dạ. Yeah. Thì giờ đi tại dưới này mấy thằng kia nó báo nó nói rồi, phải rồi ông ở dưới này ông lu bu lắm rồi, ngốc rồi. Tại cái lúc đó mình ở trên núi rồi. Dạ. Yeah. Mà thiệt thà là theo tôi nghĩ vụ thà là mình vắng, còn vụ có mặt của mình đó, thì mình phải đối diện rồi mình mới gặp mấy tình huống đó rồi. Dạ. Yeah. Ở đây có những ngôi mộ mà gọi là vô chủ á chú, nghĩa là không có người thân á. Giống nhiều, như nhiều không có người thân nhiều lắm. Là chú cũng dọn dẹp hết luôn, cũng làm hết luôn. Cũng như ví dụ mình không có dọn, mình thấy mình dọn nhưng mình tình cờ mình làm mấy cái mộ kế đó đó. Dạ. Mình gặp cái đó mình dọn luôn. Ừ. Cái đó là không có người thân là dạng thất lạc hay sao chú? Không có người thân, nhiều khi người thân người ta thất lạc cũng có, nhiều khi người ta ở xa cũng có nữa. Dạ. Và nhiều cái nào như mấy cái mộ ở đây tôi ở đây mấy năm không có thấy ai cúng này nè, kế cái mộ nhỏ đó, không có người cúng. Tất nhiên nếu có thì không có con cháu người này cũng người kia mà không có người cúng. Có nghĩa là thân nhân người ta đem lên đây chôn một cái là chết rồi cũng không biết. Dạ. Yeah. Đó này là cái hầm vợ chồng mấy cái xanh này nè, hầm không à. Tôi mới chặn rồi đó cái đường ô nè. Hàng năm mà nó đem cát lên nó đổ cái bắt đầu dưới này nước nó chảy như cái biển vậy đó. Tôi mới chặn để cho nước nó đi vô trong cái mấy cái ô này nè. Dạ. Yeah. Như là sáng thổi vậy đó, cái nó đưa vô đó cái bắt đầu dứt đám mưa cái nó lên được 3-4 thất đất. Dạ. Vợ chồng mấy cây xanh nè. Khi mà những cái ngôi mộ mà gọi là vô chủ chú làm vậy thì tối người ta cái giống như người ta có về người ta cảm ơn hay là giống như người ta đền đáp mình gì không? Cũng có nhiều khi ở trong cái giấc ngủ á. Dạ. Nhiều khi nó có những cái cũng như mình mơ mình thấy là ta về cảm ơn. Dạ. Còn có những cái còn theo tôi nghĩ thí dụ bây giờ mình làm những cái việc là nó tốt rồi. Dạ. Có nhiều khi những người này người ta không giúp nhưng mà người ta chỉ cho cái ông kia kìa, chỉ cho cái ông kia, cũng như bên phần nhà Phật người ta nói ông làm cái gì tốt rồi Bồ Tát người ta tự người ta lo cho mình. Dạ. Là cũng như bây giờ cũng như người ta nói chú làm ơn tôi. Dạ. Nhưng mà tôi đâu có trả đâu, nhưng mà cái người khác trả cho mình chú. Dạ. Theo tôi nghĩ là ví dụ vậy đó. Chứ còn ở đây đó thì ở hai mấy năm thì tôi nói chú chứ gặp nó ít nhiều rồi, nó nhiều rồi. Ở đây là con nghe nói là chú cũng có con, có cháu ngoại, cháu nội rất là nhiều. Có khi nào con chú khuyên chú là không có đừng làm công việc này rồi về nhà ở với con cháu không chú? Nó cũng làm như mình vậy đó. Kể thì nó cũng đi xây mồ, xây mã, ai kêu thì nó cũng xây. Dạ.
Không, ý con hỏi là con của chú có kêu chú thôi đi bay đừng có ở đây nữa, về ở nhà chung với con với cháu, thấy chú ở ngoài này thấy nó hoang vắng quá, hay là không, tại chú quen? Tại vì ở đây ở chung với nguyên gia đình, ở chung đây chứ. Là nguyên gia đình ở trong cái nghĩa địa này luôn? Ờ, đó cũng như cái nhà ở trước đó, đó của mình, bây giờ mình tui má nó cho nó rồi. Ờ. Cũng như giờ nó có chồng, nó sanh cho cháu nội, cháu ngoại, 5-6 đứa rồi. Dạ. Rồi con nó nữa, rồi giờ mà mình lớn tuổi rồi, giờ mình muốn ở chỗ nào cũng được. Con tưởng là con của chú ở đâu, nhà cao cửa rộng ở đâu xa. Bây giờ thành ra là nguyên gia đình sống trong cái khu nghĩa địa này hết rồi. Ừ. Thành ra cái công việc của chú làm mấy anh mấy chị thấy cũng quen luôn rồi. Cũng quen luôn. Dạ. Mình nói cái nhà mồ gì mồ nãy giờ mà chưa biết nhà mồ. Đây nè, đi lên rồi sẵn có cái này cái chòi cờ của chú nè. Đi đây qua đó luôn hả chú? Đây nè, nó có cái đường đi. Đường, dạ. Đường đi tắt không ạ? Dạ. Nó được ra. Thì bên đây nó cũng rộng nè, chú đang trồng ớt, đậu bắp thì chơi vậy đó. Kìa nhà mồ cho nó đó hả chú? Dạ, nhà mồ này. À là chú ngủ bên đó luôn. Dạ. Ở đây cô chú anh chị, quá trời. Ừ, nói này nè, ba cái chỗ chú ở đó là tham quan. Ủa, vô xíu gì đó chú? Ừ, ngang có 2 thước vuông à. Ồ. Đó, vậy đơn giản. Có cái lỗ chui vô vậy thôi hả? Cửa đó. Cửa. Cửa. Xin lỗi chú, con thấy cái lỗ nhỏ. Ừ, nãy mới nhìn tưởng chú ở trên nhà mồ này. Đâu có, thì trời mưa mới chạy lên đây nè. Ở dưới đó mưa cái nó dọn. Thì nó kêu bắn nhà mồ. Ừ. Đây là nhà mộ, là nhà mộ này nè. Là nhà mộ là mưa là chú chạy lên đó. Ừ, còn cái này là cái nhà này, cũng như cái ý là mình cho con cháu nè. Dạ. Ủa, nhà là cho con cháu mà. Để con xin phép con. À, coi cho coi. Dạ. Hiền lắm. Ủa là bề ngang nhỏ xíu thì vô trong chú. Ừ, đó nhiều là chú tặng đó, chú trở lại thôi đó. Là dài ra tới trước luôn. Cái đó là cái hẻm. Ờ. Chú từ cái cột nó dẫn đây nè. Ủa gì là một có khúc này thôi. Ờ, khúc này nè. Tới cái ca nước đó ngang qua rồi. Thì tính sau này mà chú có băng hà thì chú nằm ở chỗ này luôn. À. Chú gọn luôn vậy. Dạ. Chấp nhận xin để chỗ nào mà cái chỗ nào im nhất cho con. Giống như là cái chỗ chú hiện giờ đang sinh sống á, là chú có chọn sẵn để sau này chú nằm luôn. Ờ, thì nó còn cái vợ trong nhà mộ thì cũng có ba má, thì nếu mình muốn vô đó mình vô thôi. Dạ. Ờ, còn ở đây nè, thì trời mưa thì đến đây là cũng chín thì chín thôi. Trên này thì mưa gió thì ngủ nó mưa thôi, cũng có gì đâu. Gọn là sạch sẽ vậy đó. Dạ. Gàng quá gàng luôn. Ở đây cái mồ đó gì vậy? Đây đó là nằm ở dưới đó chứ không có tốt đâu. Còn cái bên Mỹ đó có điều kiện rồi bắt đầu để gì rồi nâng cấp lên luôn. Dạ. Cái là mấy cái mộ nằm xuống ở dưới thước mấy hai thước dưới đó. Cứ xây cao cao lên và tới. Ừ, người ta lên cao rồi mấy cái này nè bắt đầu ta mới ấy theo. Dạ. Rối theo luôn đó. Ồ, cái này là cũng mới vừa dối là cái này làm tâm thẩm từ tôi với nó đó, làm mấy cái bậc với nó. Quá trời mã mồi. Cái mộ này nó có cái này là cái gì chú? Mỗi cái nhà có ông địa vậy đó, ai ta cũng có địa vậy nè. Ở đây người ta cũng chữ khẩu địa đó, cái đây người ta cũng có cũng lịch sự lắm, chứ tới thanh minh là đẹp lắm, lên thanh minh đẹp lắm. Cái mộ nó là 250 triệu, cho anh tí luôn. Quá trời mồ luôn rồi, mỗi một cái làm như mỗi một cái gánh họ là có một cái khuôn khác như nhau. Như cái này là cũng như cái họ của anh ta là nguyên cái trung duy này, còn cái này là của bà chính, bà chính Tây Nguyên vậy nè. Dạ. Rồi mình đâu có vô được, tuy nhiên mấy cái chỗ này trung lũng nè. Ừ. Ví dụ sau này cái người nào mà người ta mất. Ta không có chỗ ha. Người ta không có chỗ thì người ta lại người ta đổ đất. Dạ. Ta cho người thân người ta làm. Dạ. Nội dung cái gì đó. Nói chung là ở đây là này, bà con mà có mất là thấy cái chỗ nào trống là lên. Chỗ nào trống là cứ lên. Dạ, cho nên không ai quản lý, cũng không ai có quyền ở đây hết. Không ai có quyền. À, trừ khi mình không có xâm phạm vô cái nhà mồ của người ta thôi. Nhưng mà người ta lên, người ta không có tự kiếm, người ta lên, người ta cũng liên hệ chú vậy đó. Dạ. Tại đây mình biết cái chỗ à, chỗ, dạ. Chỗ có người. Dạ. Còn chở gì bên đó đi chú. Đi đi bên kia đi, ở đây tụi con cũng ớn quá. Đâu có gì đâu, ở đây nó cũng... bây giờ nó lên ấy cái trường, nó chi mau quá cho đi lát lạnh chân luôn. À, con thấy là mỗi một cái khuôn viên mà kêu bằng cái gánh họ đi đều có một cái thờ ông thổ địa hết. Ở đây là một họ, trên này là gánh, ta đây là nhóm, đây nhóm vậy. Dạ.
Giờ đâu bây giờ đâu có còn chỗ trống nào nữa đâu mà nguyên một gánh họ vô nữa. Bây giờ thì ví dụ mấy cái người ta lấy cốt rồi người ta bỏ đó. Lấy là người ta dời đi hay sao chú? Người ta dời đi rồi ở đây mấy tụi chú mới bắt đầu mới lấy đất đổ. Dạ. Đổ ví dụ mấy người ở người ta di cư ở đây người ta ở tạm vậy đó rồi người ta mất á. Rồi mình mới chỉ cái đó cái người ta mới thành quả lại cho mình cái tiền đất tiền này đó, tiền đất tiền đổ lên vậy đó. Có nghĩa là cái chỗ nào trống là chú dọn sẵn cho bà con luôn. Ví dụ người ta lấy cốt rồi đó là mình đất mình lắp lại. Có cái ai mà cần cái chỗ để yên nghỉ thì cứ liên hệ với chú Phương ở đây. Mình lại mình chỉ cho người ta chỗ đó vậy đó. Dạ. Ở đây thì bà con người ta thường người ta lợi là có chỗ nào là người ta chôn chỗ đó chứ người ta đâu có lựa cái vị trí nào đẹp hay là sao đó hết chú. Lựa thì lại chỗ nào trống là người ta bởi nhà người ta xây đủ kiểu đó. Dạ. Người ta phái hướng nào phong thủy người ta thích hướng nào thì người ta xây. Nhiều khi cái tình huống nó vậy là phải xây theo cái hướng đó nó mới đủ cái mặt bằng, còn mình xây theo cái hướng theo người ta thì cũng không có đủ. Không có được chọn phong thủy. Không có chọn, cũng như cái có... diện tích nó 2 mét vuông thì dạ. Nói vậy đó. Mà nếu mà ông xây ngang cái gì thì ông có mét vuông rồi, nếu ông xây theo cái chiều của người ta, dụ ở đây tâm lý thường người ta mất. Chú bỏ cái cây đó xuống đi chú cầm chú qua. Nó nói vụ đầu ngã sơn thì chân mới đạp thủy. Dạ. Thường thường người ta mất cái đầu người ta gác lên trên núi, còn cái chân người ta đi xuống và thả xuống. Dạ. Rồi do cái mặt bằng nó tình huống nó nằm vậy thì nó cũng như cái đó rồi tự nhiên là phải nằm ngang rồi đó chứ đâu có nằm xuôi thì đụng vào dưới của người ta. Dạ. Gọi là phong thủy đó chú ha. Nhưng mà chú ở đây nè, từ xưa giờ nè thì chú có thấy những cái hiện tượng như là bên năm đi chưa, cũng như là những ngày lễ đồ thanh minh đó họ vui mừng họ đi chú có thấy không chú? Thì cái đó thỉnh thoảng cũng thấy đó. Mà thầy bởi nãy tôi nói đó, nhiều lúc mình ngồi cái mình chỉ có riêng cái lại về nó như nó cũng như nó hạp chỉ dạ. Có cái người đó mới thấy thôi, cũng như mình đi trong năm anh em mình đi dạ. Nhưng mà người nào mà hạp với cái đó thì người đó không thấy, thì cũng như mình coi mấy cái phim mà vô đó ví dụ vậy đó, cái người nào mà hạp thì mới thấy cái người kia chết á, cái người kia mới thấy. Nhưng mà chú thấy rồi mà thành ra trong luôn. Phim chẳng qua nó phản ảnh lên, còn ở ngoài thì nó không có thực tế gì. Nói chung cũng có duyên có phần rồi mới gặp. Có phần mới gặp dạ. chứ không phải mình muốn gặp là gặp đâu. Giống như tụi con hôm nay có duyên lên đây mới gặp chú ha, là giống như có cái duyên. Cái mấy lần trước mấy chú kia lên rồi gặp tôi ở trên cây không à, trên cây không à. Ở trên đồ cây không à. Cây mà. Dạ. Phạn đi qua đây biểu Phạn, chó thì theo chú Phương là chó này ăn chay đúng chú Phương. Chú Phương kêu nó qua chú Phương. Đớm, qua đây rồi. Kêu Phạn không lại đớm không? Nó đớm tại mình cái lông cái thân của nó. Là mình đi đâu là nó cũng theo bảo vệ mình chút. Nó đi hay đó. Nó có nó cái nó mở đường mình đi, gắn vít đường mình cũng đỡ sợ. Dạ. Yeah. Nó ở hồi nhỏ tới lớn rồi nó mình đi đâu cái nó hay chạy theo vậy đó. Mà đúng, mà đi lại như đó là nó càng rồi cái rồi là chỗ nó động rồi mấy khó gì người ta bò đi hết trơn rồi. Dạ. Rồi mình đi theo cái dấu chân của nó đó. Chứ là ở đây nó rừng rú, nó đêm sùm ở trời sợ chứ không phải mà kỳ đó chú, là mình đi bằng đêm chú nhớ không, đi bằng đêm đó mình cũng mới đi chứ tôi cũng ớn cái chân. Chú là cái người sống ở đây 25 năm rồi mà chú còn ớn nữa. Thì cũng là mình ớn là gắn vít, còn cái vụ rừng rú này mình đâu có sợ. Dạ. Cái đó. Thường là con nghe bà con hay chia sẻ mấy người cao niên lớn tuổi là người ta nói là mình đi rừng đi núi là không có được nói những cái gì mà nó kêu bằng nó bậy á chú. Giống như là không có nhắc tới tên những mấy ổng đó. Cái đó thì giống như mấy người ta bị dời không cho nói, còn bây giờ khoa học bây giờ mấy cái đó người ta nói cũng như nó mê tín cái đó quá đi. Dạ. Còn ví dụ giờ cái vùng nào còn giờ ông đi mà tự nhiên có người ta mở đường người ta động người ta đi chứ người ta đâu cũng muốn cắn mình đâu nãy chứ đó. Dạ. Nhiều khi mình đạp cái đuôi ảnh nó quay tự vệ mà nó phản ứng đi thì nó chụp mình chứ gì không chụp. Dạ. Chứ bây giờ là đi là cứ mình không có nói bậy gì thôi chứ còn mình đừng có nói cái gì, ví dụ ở đó người ta nói ở đó nó có cái nhân vật đó gì đó. Dạ. Mình thách thức với người ta ví dụ nha. Dạ. Người cho ta thì cái đó mình sẽ gặp chứ không gặp. Theo chú là như tụi con là ở dưới tạm gọi là đồng bằng đi, tụi con mà lên trên núi là mình có cần phải cử kiêng hay là hạn chế như thế nào? Sẵn qua cái video này thì chú cũng khuyên những bà con mà giống như khách du lịch tham quan trên núi cao rồi đó chú. Giải tâm từ. Dạ. Trong nhà Phật người ta có nói, ví dụ mình đi đến đó thì giờ những cái gì mà mình chưa từng thấy. Dạ. Mà cái nên sợ thì mình giải tâm từ cũng như từ cái nội tâm mình đó, mình nói tôi đi đến đây cũng như những gắn vít bọt cạp những cái gì đó là cũng như đừng có hại tôi. Dạ. Trong nhà Phật có cái đoạn kinh Vô Lượng Thọ, người ta có cái đoạn đó đó. Dạ. Cũng như mình giải cái tâm từ của mình đó, cũng như mình
mình đến đó mình sợ cái con đó rồi. Dạ. Rồi mình mới nói lên trong cái tâm mình, nói như tôi đi nó thôi, nhiều gắn rít vậy thôi, cũng như đừng có lại gần tôi, đừng có làm hại tôi. Dạ. Tính ra là chú Vương ở đây ngoài cái công việc làm ở trong cái khu vực thủy địa này, chú Vương còn dành về cái Phật pháp đó đúng không? Đúng rồi, nãy giờ nghe chú chia sẻ thì cũng chú hay nhắc về những cái đoạn kinh. Cũng như kinh Vô Lượng Thọ là chú cũng vừa nhắc qua đó. Thì tại vì trước có thời gian cũng đi chùa Lâm Định thì cũng không có tu, nhưng mà có một bạn nó sau khi mà nó xảy ra tai nạn cái một cặp chết á, thì ảnh mới đi tu. Thì mình cũng như đi theo để cho có tinh thần để thời gian cho ảnh ở. Dạ. Mình đi vô cái thời gian là sáng lại đó là đạo tràng, đọc cái gì là buổi sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng đi về. Chứ phần tôi cũng nghe, tôi đi là tôi hay để kinh Vô Lượng Thọ trong túi, cũng như mình nghe mấy cái đó, cũng như mình nghe, cũng như về cái thế giới này nè. Ví dụ mình nghe cái đó thì cái mình chỉ tập trung vô cái đó thôi, chứ mình còn xung quanh mình không có quan trọng. Ví dụ bây giờ thần thánh quỷ ma mình đâu có tập trung, mình chỉ nghe ở trong cái đoạn kinh mà người ta đang thuyết đó, người ta yeah. Mình chỉ tập trung cái đó thôi. Chú Vương cho con hỏi là con thấy những cái ngôi mộ mà hay để cái chữ A Di Đà Phật hoặc là để một cái máy để phát ra bài kinh đó, theo chú thì những cái ngôi mộ đó có nghe được cái phần đó không chú? Về tâm linh thì nghe được, người ta sẽ nghe. Dạ. Đó còn mấy cái người mà lên dựng tượng, mấy cái tấm bia mà vậy đó, người ta để những Nam Mô A Di Đà Phật đó, người ta biểu tượng để gì cho cái chủng tử Phật á. Dạ. Ví dụ bây giờ hồi nào giờ chú chưa từng nghe A Di Đà Phật. Dạ. Phải không? Thì bây giờ tự nhiên cái bữa nay sau chú đi chú gặp vụ kia, nó mặc áo mà nó để sau lưng nó A Di Đà Phật không à. Dạ. Thì coi như qua chỉ 2-3 năm sau, tự nhiên cái mình nhớ tới cái chữ A Di Đà Phật đó, tới cái giờ phút mà mình khó khăn đó thì mình trên niệm A Di Đà đó. Dạ. Cái kinh cái A Di Đà Phật mà sau khi chú đã niệm nó mấy cái danh hiệu đó rồi, thì tất nhiên là những cái người nào đó xung quanh mà người ta liên quan tới cái đó thì người ta đến với mình đó. Dạ. Là cũng như người ta đến mà người ta vô hình, mình đâu có thấy đâu. Dạ. Nó cũng như trong cái chú Đại Bi, nếu chú đọc chú Đại Bi, chứ giờ chú ngồi đi chú đọc chú Đại Bi, thì mấy ổng đi bay vòng vậy đó, nhưng mà ổng nghe mấy ổng cái ngồi lại đặt nghe chú đọc hết cái chú Đại Bi đó, bắt đầu người ta mới đi. Dạ. Có nghĩa là mình vô lượng thọ tịnh không đó. Dạ. Có nghĩa là mình đi đường hoặc là đi những nơi quan vắng thì mình nên niệm A Di Đà. Ừ, là xong rồi, lợi dụng chú đi ngang cái chỗ chú đang sợ đó. Dạ. Yeah. Thì giờ chú niệm bằng cái cách là cái tâm của mình đó. Dạ. Yeah. Nó cho nó thật, tại vì người ta nhìn là nhìn bằng cái tâm chứ đâu phải nhìn bằng con mắt đâu. Dạ. Yeah. Cái tâm, ví dụ con mắt mở cho thực tế mình đâu có nhìn nó vậy. Dạ. Chứ tôi ở đây thì tôi sống đường rú ở Đồng Án này cũng hoang du dữ lắm, lên núi non là cũng vậy. Nhưng mà khi mà mình một là bắt cái những cái bài kinh chú nói nãy đem theo vô người, thì cảm giác của chú có cảm nhận được những cái gì đó xung quanh chú đã từng nghe không chú? Ví dụ mình tôi mà có cái gì khi nó linh cảm của mình ứng lên rồi thì tự nhiên cái mình nói cũng như ông đang đi đến đó, tự nhiên ông sợ cái ông nổi da gà đó. Dạ. Cũng như trong cái thân thể mình đó, cũng như mình đi ngang cái mình tự nhiên cái mình nó bổ cái con ma cái vậy. Dạ. Nhưng mà mình đi lại cái đó cái là mình nổi khóc. Và tất nhiên là người ta đứng kế mình. Dạ. Yeah. Ở đây là ví dụ vậy đó, mà dù tới tối 6 bây giờ chú đi bình thường rồi thôi, tự nhiên chú đi cái hơi chú ta còn giận ngốc quá, là giống như là người ta cũng đi kế bên mình đấy. Có nghĩa là chú cũng đã gặp những cái tình huống đó. Gặp rồi. Dạ. Yeah. Đây là tôi đi với một bạn tôi thôi, nhưng mà nó đi sao mà nó nói chuyện mình lên. Tất nhiên là nó có duyên với cái người mà bạn của nó đang nói chuyện đó. Oh. Còn mình lại thì mình nói chắc nãy đêm. Chứ thực tế là thật là nha, tụi tôi mà đi rồi nhiều khi trong cái tình huống đó, ví dụ là mình biết rồi. Dạ. Yeah. Tại vì cái hoàn cảnh mình sống như vậy đó, thì mình thấy cái tình hình đó là mình biết. Dạ. Yeah. Con nghe nói một cái câu là âm phủ dương gian đồng nhất lý, có nghĩa là cái người dương gian với cái người âm phủ nó giống nhau. Dạ. Đồng thể luôn, mình với các bạn nhà bạn nói con sinh vật cũng giống nhau. Dạ. Đồng thể là cũng như cái cây vậy, nó giống nhau. Giống như một cái người nào mà tự nhiên đi tới cái đoạn nào đó bị nổi óc, là giống như đang có một cái hiện tượng gì đó đang đi gần mình. Ừ. Giống như mình là cái người sống mà gặp cái người quen ở ngoài đường. Ừ. Thì người ta mới kêu mình, người ta mới gọi mình. Ừ. Còn mình đang cái người sống mà gặp cái người mất thì giống như gặp cái người cõi âm. Ừ. Thì giống như cái người đó quen với mình, người ta mới kêu mình, người ta mới giỡn với mình. Người ta quen, người ta mới kêu, cũng như tôi đi, tôi biết giống rồi tôi kêu. Dạ. Ví dụ thì dạ. Ai còn không quen thì đi qua mặt thôi, tại vì trong đường có ai nấy đi. Dạ. Đây nào đó tôi đi, đây là
tôi với bạn đi mà có gió đâu, cây cối nó yên hết trơn. Một cái luồng gió từ ở trên nó đi dài xuống, nó đụng vô cái vai tôi quay một vòng. Trời ơi, giận ốc chú. Đúng, thì đi chính đi đi cái đường này nè. Ủa chú quay thiệt luôn hả? Trời, vậy chứ cái ngọn gió là cũng như cái cơn bão nó đi vậy đó. Nhưng mà người ta đã va chạm với mình rồi. Là cũng như hai thằng đi cũng như chắc mình đi nó lấn cái đường của người ta. Thì trên có cái luồng gió đi cái ào chứ mà đụng cái vai tôi luôn. Là cũng như lúc mình đi tư thế đi lên rồi đó, quay ngược lên thì mình cũng quay lại cái mình đi dưới tư thế lên. Dạ. Nhưng mà nhiều khi mình nói ra thì người ta nó đâu có tin trường hợp mấy người nào mà gặp cái hoàn cảnh đó đó. Dạ. Ở đây thì mấy anh em con lên đây để nhờ chú chia sẻ, không phải là có ý là muốn tuyên truyền mê tín gì đâu gì, tại vì chú là một cái người ở đây 25 năm rồi thì ít nhiều thì chú chắc cũng biết được những cái phần đó. Thì tự nhiên nhiều của chú anh chị trên cộng đồng mạng thì có cô chú tin hoặc là có cô chú không tin, thì mấy con ở đây cũng rất là nể công việc của chú. Dạ. Như là quay quần tiếp xúc với những cái mộ nè, cũng như mình gọi là bạn với những người có âm đi, thì cũng đâu có ai đến đây đâu, chứ có một mình lui thủi tối ngày màng cỏ là dọn vệ sinh này kia rồi đó, thì cũng mấy con cũng như là không có kiểu là không phải là khai thác nhiều về để tuyên truyền mới tính dị đoan á chú. Thì sẵn qua cái lời hôm nay chú có chia sẻ về cái cảnh của mình thì sống vậy đó, thì cho bà con được hiểu hơn, thì mấy con cũng xin gác clip tại đây chú ha. Để cho chú cùng làm cái công việc này nữa nè. Dạ, thì trước khi kết thúc cái video thì cầm máy giùm tôi đưa gửi. Thì bạn con cũng có gửi cho chú tiền quỹ một ít tiền để chú cũng như là dần 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 mua bánh trái ăn tới lui đây mình làm cái công việc này chú ha. Dạ, thì trước khi mấy anh em con kết thúc clip thì con cũng đại diện chị Nguyên bên Đài Loan là gửi chú 500 là để chú săn sóc hay là gánh tay bằng những bằng cỏ dọn dẹp những cái ngôi mộ mà nãy giờ tụi con chia sẻ là những ngôi mộ vô chủ đó chú. Thì những ngôi mộ khác thì có thân nhân thì người ta mướn người ta thuê mình làm là điều dĩ nhiên rồi, còn những ngôi mộ mà không có ai tới đưa dọn dẹp thì để những cái ngôi mộ đó nó lạnh lẽo thì cũng tội nghiệp người ta. Cho nên hôm nay con cũng xin phép là đại diện chị Nguyên bên Đài Loan gửi chú 500 ngàn để chú có thể là lấy cái mua trà hoặc là nhang đèn gì đó cúng kiến những cái phần mộ đó. Chị Nguyên. Dạ. Vậy thì cũng xin chúc cho chú luôn luôn mạnh khỏe. Dạ. Rồi tạm biệt chú ha. Dạ thôi. Chúc chú mấy. Dạ thì tới đây thì nông dân miền Tây Vlog cũng xin một lần nữa thay mặt chú Phương gửi lời cảm ơn đến chị Nguyên rất là nhiều. Hy vọng một cái số tiền nho nhỏ này sẽ làm ấm lòng những cái ngôi mộ đang lạnh lẽo mà coi như là không có người thân tới lui chăm sóc đó, thì chú Phương ở đây sẽ đại diện như thay thế chị Phương để giúp được cái điều đó. Dạ, xin chào chú Phương ạ. À. Dạ, nông dân miền Tây Vlog cũng xin chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip tiếp theo ạ. À.